Hello các bạn ơi. Hello thầy. Hôm nay sáng nay cũng vắng quá ha, mới có 20 bạn à. Lớp mình cái sĩ số thấy lạ ghê luôn, chưa từng thấy lớp nào mà sĩ số bị sụt giảm nhiều đến như vậy. Bốn chục bạn mà giờ vô mới có 20 bạn, hai mấy bạn. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm lab 4 nha, lab 4 triển khai trên MySQL. Có bạn nào giờ này là chưa cài được MySQL không? Rồi connect vô thì các bạn nhớ cái password này nhé, nhớ password này chúng ta dùng khá nhiều á, khá nhiều trong cái quá trình thao tác với lại workbench. Thầy không có bấm là lưu password bởi vì thì cố tình để cho nó nhớ, nhiều khi mình lưu password xong á cái đến một lúc nào đó mình quên luôn. Rồi, chúng ta sẽ làm cái cơ sở dữ liệu của hôm trước mà mình làm nhé. Mình làm. Như vậy chúng ta sẽ tạo một cái file SQL mới đi. File SQL mới. Này ở chỗ này chúng ta sẽ các bạn đã thấy được màn hình chưa? Dạ rồi thầy ơi. Rồi, ok. Số lượng giờ vô cũng chưa đủ gì hết trơn. Mười tám cục h.
Ồ, vắng nguyên sảnh luôn. Khủng khiếp. Mấy bạn này vắng là đến buổi thứ tư rồi đây. Rồi chúng ta sẽ vào cái phần này. Ngày hôm trước chúng ta đã học một số lệnh cơ bản về SQL. Rồi chúng ta sẽ xem ở trong cái bài tập của mình, nếu mà chúng ta không nhớ, xem trong cái slide á. Môn học. Bây giờ thầy sẽ chuyển cho các bạn một cái slide mà nó có cái dạng tổng hợp tí xíu. Ngôn ngữ. Ở trong này thì nó có một số cái mà hôm trước chúng ta làm, cộng thêm những cái ví dụ về một số lệnh. Vậy thì thầy sẽ chuyển cho các bạn cái file này. Rồi, file này chúng ta đã xong. Ngôn ngữ. Vậy thì đối với lại bài thực hành 4, các bạn sẽ làm cái nội dung nó tương tự giống như thế này. Đối với lại bài thực hành 4.
Đấy, các bạn sẽ tạo ra một cái đoạn tạo ra một cái đoạn cơ sở dữ liệu bằng SQL. Rồi chúng ta sẽ thực hiện tạo bảng bằng lệnh luôn. Rồi chúng ta sẽ làm thử cái này nha. Chúng ta sẽ làm cái này. Như vậy ở trong này chúng ta sẽ có tạo một cái file mới. Ở đây là thầy tạo cho các bạn thấy là chúng ta có thể dùng. Ví dụ bây giờ thầy xóa cái cơ sở dữ liệu bất động sản này đi. Đâu rồi? Đây. Rồi. Như vậy là chúng ta đã mất cái cơ sở dữ liệu là bất động sản ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy lại cái file này. Chạy lại nguyên file. Rồi nó tạo rồi ha. Ở trong này mình chưa thấy, mình refresh lại. Đây, bất động sản. Nó có cả table. Đó. Nó có table cho chúng ta. Rồi. Được chưa nào? Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu làm từ đầu, từ khi mà chúng ta tạo database cho đến lúc mà chúng ta tạo cái bảng. Rồi chúng ta có thể, nếu mà trong quá trình chúng ta tạo bảng, nếu chúng ta quên chúng ta chưa tạo, thì chúng ta có thể dùng lệnh để chúng ta cập nhật lại cái bảng đó. Cập nhật lại cái bảng này. Cập nhật bảng. Thêm, xóa, sửa, có thể là thêm table thì chúng ta biết rồi. Thêm cột ha. Rồi thêm khóa ngoại, nếu mà chúng ta không có làm ở trong chương trình chính thì chúng ta có thể thêm ở bên ngoài, chúng ta cập nhật. Rồi sau đó thì phần tiếp theo các bạn sẽ cập nhật dữ liệu. Chèn dữ liệu. Vào bảng. Đó, chúng ta dùng bằng lệnh luôn, chèn dữ liệu vào bảng. Chúng ta sẽ bắt đầu làm. Với cái file SQL này, các bạn lưu lại cho thầy theo cái dạng là 00 mã số sinh viên. Tên lát 4. File này nó có cái lưu trữ dạng SQL nha. SQL. Rồi chúng ta lưu lại xong. Thì tí nữa mà chúng ta nộp bài á thì chúng ta sẽ nộp cái file này. Nộp cái file này. Nộp nguyên file luôn nhé, file SQL luôn. Rồi chúng ta sẽ làm đầu tiên. Chúng ta sẽ tạo một cái database. Rồi database của chúng ta là quản lý bất động sản. Quản lý bất động sản. Như vậy ở đây các bạn vô thì các bạn tạo liền cũng được, hoặc là các bạn vô các bạn sẽ crop cái database này đi. Tức là có một một cách mà chúng ta có thể là làm cho cái lệnh của mình không bao giờ lỗi. Không bao giờ lỗi. Tức là khi các bạn chạy nó sẽ không bị báo lỗi. Có nghĩa rằng là mình không cần quan tâm đến là cái cơ sở dữ liệu của mình có hay không có. Ha, vô là mình drop liền. Nhưng nếu mà các bạn vô mà các bạn drop liền á, drop, nếu mà bạn vô bạn drop cái quản lý bất động sản thì cũng có thể xảy ra lỗi. Nếu như cái bất động sản này nó chưa tồn tại mà chúng ta xóa thì nó sẽ có lỗi. Vậy thì chúng ta thêm cái lệnh vô đây.
thêm lệnh vô. Nếu như lộn rồi, nếu như exit gì quên rồi, quên rồi. Đó, nếu như mà tồn tại cái cơ sở dữ liệu này thì chúng ta xóa nó đi, còn nếu mà không tồn tại thì thôi, không tồn tại thì bỏ qua lệnh này. Hoặc ở dưới này bạn có thể xem nếu như mà cơ sở dữ liệu này tồn tại rồi thì không tạo nữa. Đó, thì chúng ta làm ngược lại, nếu cơ sở dữ liệu này tồn tại rồi thì không tạo nữa, thì chúng ta sẽ là if not đó, thì chúng ta sẽ làm ngược lại. Một trong hai trường hợp các bạn sẽ sử dụng tùy tùy theo cái nhu cầu của mình, là mình vô mình bất chấp có hay không có. Nếu như mà mình bất chấp thì mình dùng cái lệnh drop trước, cứ vô là xóa trước đi rồi làm. Còn nếu như chúng ta cẩn thận thì trong trường hợp mà không tồn tại thì chúng ta tạo, còn nếu tồn tại thì chúng ta bỏ qua. Thì tùy theo cái cách sử dụng của các bạn, mục đích sử dụng của các bạn. Sau khi các bạn tạo cơ sở dữ liệu xong thì có thể cơ sở dữ liệu của chúng ta nó sẽ được tạo rồi, nhưng ở đây quản lý bất động sản nó không có nổi màu đen lên. Khi mà chúng ta tạo table, nó sẽ tạo ở bên cái cơ sở dữ liệu nào được chọn tại thời điểm này. Vậy nếu mà chúng ta tạo table mới thì nó sẽ tạo bên quản lý bất động sản, QL bất động sản chứ không phải là cái dưới. Cho nên chúng ta sẽ dùng thêm một cái lệnh nữa là use quản lý bất động sản. Đó, use quản lý bất động sản. Tức chúng ta chuyển cái cơ sở dữ liệu này thành mặc định. Đó, quản lý bất động sản thì tự động nó chuyển cơ sở dữ liệu thành mặc định. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ làm. Bỏ gâu luôn cũng được. Chúng ta sẽ tạo một cái cơ sở dữ liệu. Trong này chúng ta sẽ tạo một table. Tạo một table cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ tạo table đầu tiên là văn phòng đi. Văn phòng mở ngoặc xuống dưới này, đóng ngoặc chấm phẩy. Chúng ta làm vậy thì nó sẽ rõ ràng và nó sẽ không bị nhầm lẫn. Vô đây chúng ta sẽ tạo một cái field, ví dụ như là mã văn phòng, rồi kiểu dữ liệu của nó. Nếu mà chúng ta chọn kiểu in thì chúng ta gõ in, còn không thì chúng ta sẽ chọn kiểu varchar. Kiểu varchar cái này nó là ở dạng là khóa chính, vậy chúng ta có thể đặt khóa chính ngay lúc này hoặc chúng ta cập nhật sau cũng được. Và khóa chính thì chúng ta cho nó là not null. Primary case. Và nếu ở phía sau mà còn nữa thì chúng ta không chấm phẩy, không có kết thúc, mà chúng ta sẽ phẩy để chúng ta đi xuống tiếp ở phía dưới để chúng ta tạo tiếp một cái trường tiếp. Và cha chúng ta sẽ cho vô đối với lại cái này khoảng 10 đi. Rồi đến địa điểm tên, ở bên kia thì nó không có tên, nhưng mà ở đây này mình thêm tên đi, văn phòng gì, tên văn phòng và cha mình cho tên văn phòng là 30 đi. 30 thì tên văn phòng mình có thể bỏ trống để cho nó có thể null cũng được, không null cũng được. Rồi mình sẽ có địa điểm
địa điểm. Hai năm mươi, 255. Rồi, như vậy là chúng ta đã tạo được cái văn phòng. Nếu như ta cẩn thận hơn thì chúng ta cũng làm như vậy. Crop văn phòng. Tiếp. Xóa cái văn phòng nếu như nó đã tồn tại. Rồi chúng ta tạo. Tiếp tục. Các bạn sẽ tạo tiếp một cái bảng nhân viên. Chúng ta cho đây là bảng nhân viên. Mã nhân viên. Rồi tên nhân viên, rồi nhân viên có gì nữa nè, nhân viên có gì nữa, mã tên, giới tính, giới tính. Giới tính này chúng ta có thể dùng vacha. Ví dụ như là male, female rồi gì đó thì chúng ta chọn va chạm khoảng cỡ 5 tùy chúng ta. Và các bạn tạo các cái trường, ví dụ như nhân viên, bây giờ chúng ta muốn tạo khóa ngoại là nhân viên thuộc văn phòng nào thì chúng ta tạo cái mã và chúng ta set khóa ngoại ở đây luôn, hoặc là tí nữa chúng ta sẽ set khóa ngoại ở ngoài cũng được ha, tùy trường hợp. Nếu mà các bạn tạo và các bạn set khóa ngoại luôn thì các bạn tạo trường xong rồi các bạn xuống chọn constant. Cái này là để nó đánh chỉ một khóa ngoại, cái này thì trong table chúng ta sẽ không thấy, nhưng mà trong quá trình mà chúng ta tạo thì nó sẽ tạo thêm một cái bảng chỉ mục cho cái mã văn phòng này là khóa ngoại liên kết đến cái bảng văn phòng, liên kết đến cái bảng văn phòng. Vậy nếu mà chúng ta tạo luôn bên trong thì chúng ta sẽ tạo một cái mã văn phòng và chúng ta liên kết với nó ha. Nếu mà chúng ta tạo bên trong thì chúng ta sẽ tạo luôn cái dòng lệnh này luôn. Nếu chúng ta tạo bên trong thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái mã văn phòng vcha. Mã văn phòng ở trên chúng ta tạo vcha là 10 thì ở dưới này chúng ta sẽ chọn vcha 10 luôn. Rồi ở dưới chúng ta sẽ tạo thêm một cái khóa. Đó, chúng ta tạo thêm một cái khóa. Như vậy cái này là cái chỉ mục của cái khóa, của cái liên kết. Và chúng ta dùng cái mã văn phòng chúng ta mới tạo là cái mã này liên kết với cái bảng văn phòng, cũng là mã văn phòng luôn. Được chưa nào? Như vậy thì ở chỗ này khi mà chúng ta tạo cái khóa ngoại ở trong cái lúc mà tạo table thì chúng ta không cần chữ add, không cần chữ add này. Nhưng nếu mà chúng ta cập nhật, nếu mà chúng ta cập nhật giống như là thầy làm ở đây, tức là ở trên này thầy chưa tạo nhân viên nè, thầy chưa tạo thì ở dưới phần cập nhật after table, cập nhật cho ai, cập nhật cho bảng nhân viên thì thầy tạo thêm cái mã văn phòng, bởi vì ở trên thầy cũng chưa tạo luôn, ở trên này thì cũng chưa tạo mã văn phòng luôn, đây nhân viên thầy cũng chưa tạo mã văn phòng. Vậy xuống này chúng ta sẽ tạo thì chúng ta dùng chữ add column à, giống như là add một cái field mới vậy đó. Rồi dưới này add content, rồi chỉ có thêm chữ add là nó khác thôi, còn ở phía sau các bạn sẽ làm giống như thế. Đó là phần
cập nhật của chúng ta. Được chưa nào? Như vậy thì quay trở lại cái sơ đồ ngày hôm trước, chúng ta sẽ thực hành làm cái bài lắp 4, và sau khi tí nữa các bạn sẽ làm thêm một cái phần nữa là chúng ta sẽ cập nhật dữ liệu cho bảng. Phần này cho lại đi ha, để khi mà nó có thì nó xóa đi, để nó tạo mới cái cơ sở dữ liệu của mình, nó sẽ không bị lỗi. Rồi mình đã tạo được quản lý, mình đã tạo được hai bảng, bảng nhân viên, bảng văn phòng. Văn phòng not null. Rồi bảng nhân viên. Đó, bảng nhân viên. Và chúng ta sẽ làm thêm một số lệnh để chèn dữ liệu vào, insert into. Các bạn sẽ chèn dữ liệu vào. Như vậy thì đối với lại cái phần mà insert into đó thì nó có hai cái vấn đề mà các bạn cần quan tâm đối với lại cái insert into. Chúng ta sẽ để thử cái lệnh này. Insert into nhân viên đi ha. Văn phòng trước đi. Rồi. Như vậy nếu mà các bạn insert into văn phòng thì các bạn sẽ có một cái value. Đó, các bạn đưa dữ liệu vào. Insert into văn phòng, value, mã văn phòng, tên văn phòng, địa điểm. Ví dụ mã văn phòng mình để là văn phòng 001. Rồi phẩy, tên văn phòng mình để là chi nhánh Sài Gòn. Chấm phẩy, địa điểm số 1 Nguyễn Công Trứ, quận 1. Đấy. Như vậy thì các bạn thử xem thử cái insert into này của mình xem nó có chèn được dữ liệu hay không. Rồi chúng ta đã chèn được dữ liệu ở cái bảng văn phòng, và chúng ta sẽ xem thử là trong bảng văn phòng này chúng ta đã có được nè, văn phòng chi nhánh. Nhưng hồi nãy cái văn phòng của mình nó chỉ có là một cái mã văn phòng là mình cho nó là không được null. Còn cái tên văn phòng và địa điểm mình có thể null. Cho nên chỗ này nếu như mà khi các bạn chèn đó, khi các bạn chèn, nếu mà chúng ta ở đây đó, value ví dụ như là 002 và chi nhánh thì thầy không đưa vào, chi nhánh thầy không đưa vào, mà thầy chỉ đưa là số 2 Nguyễn Trãi. Vậy theo các bạn bây giờ thầy cập nhật vô nó có bị lỗi không, nó làm sao được không? Nó cập nhật cái địa chỉ vào chỗ bên tên thầy. Ừ. Nếu vậy thì mình làm sao đây? Sao em cái địa chỉ nên bỏ trống này? Cái địa chỉ không? Mình cập nhật địa chỉ, mình muốn cập nhật địa chỉ. Nhưng mà tên mình bỏ trống. Mình cố tình như vậy. Cái tên để rỗng không thầy? Nếu như mà tên để rỗng thì cũng được. Nhưng mà cũng không cần thiết như vậy. Chúng ta sẽ có một cách khác
để chúng ta chỉ định là cái value này nó nằm vào đúng cái mục nào. Đúng cái mục nào. Rồi các bạn làm đến đây trước đi ha. Rồi tí nữa chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp cái phần này. Nếu như mà chúng ta đưa vô với một cái value mà thiếu như vậy đó thì nó sẽ như thế nào. Value mà chúng ta đưa thiếu thì chúng ta sẽ chỉ định ha, thầy gợi ý trước là mình sẽ chỉ định trong này là mình nhập vào mục nào thôi. Mình nhập vào mục nào. Còn mục nào mình không nhập thì mình bỏ cái cột đó đi. Vậy thì trong trường hợp mà các bạn không nhập liệu á thì các bạn sẽ để không để cái trường đó vào ở trong cái phần nhập liệu thì nó sẽ ok. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm lại cho thầy để mà tí nữa mình sẽ xem thử là cái file của mình chạy nó có tạo được cái cơ sở dữ liệu cho mình hay không. Mình có thể thử bằng cách là chạy từng lệnh nhé. Ví dụ bây giờ thầy chạy một lệnh này thôi, prop. Rồi mất. Cơ sở dữ liệu của mình đã mất. Rồi mình tạo lại. Đó. Và chưa có table nào cả. Rồi. Ở đây là nó use mình luôn rồi thì ok, mình khỏi cần lệnh này bởi vì nó có rồi. Rồi ví dụ như read table. Rồi trong này refresh lại. Read table bị lỗi. Lỗi gì đây? À chưa có seal hay sao? Rồi. Create table. Có table văn phòng. Đó. Nếu mà bây giờ mình create lại lần nữa nó sẽ báo lỗi. Nhưng nếu mà mình chạy luôn cái lệnh ở trên không lỗi, bởi vì nó drop xong rồi, nó xóa table rồi thì nó mới tạo. Được chưa? Như vậy sau khi mà mình hoàn thiện cái file này rồi, sau khi hoàn thiện cái file này rồi thì chúng ta sẽ chạy nguyên cả file luôn, không cần chọn gì hết. Cơ sở dữ liệu của các bạn sẽ tự động được tạo ra. Và lúc mà các bạn nộp bài cho thầy, lúc mà các bạn nộp bài cho thầy thì thầy mở cái file của các bạn ra. À, các bạn nhớ để ở chỗ này dùm cho thầy là cái thông tin của các bạn nhé. Trừ trừ cách ra. Số thứ tự, mã số sinh viên, tên. Để khi thầy nhìn cái cơ sở dữ liệu này thầy dễ nhận biết được là cái bài này của bạn nào, thầy sẽ dễ nhận biết ha. Lát 4. Rồi bây giờ chưa có gì hết, chúng ta chạy từ đầu đến cuối không xuất hiện lỗi nha. Và chúng ta đã tạo được cơ sở dữ liệu đầy đủ của chúng ta đó. Các bạn tạo đầy đủ các bảng luôn. Giống như bên này, thầy sẽ tạo là nó sẽ ra được đầy đủ các bảng nè. Đầy đủ các bảng. Và có được các khóa ngoại luôn. Rồi, ở trong nhân viên thì chúng ta cũng đã cập nhật được dữ liệu. Như vậy thì các bạn sẽ cập nhật cho thầy ít nhất là 5 nhân viên. Cập nhật cho thầy ít nhất là 5 nhân viên. Này là nó kêu lỗi nè, đã có rồi. Bởi vì cái khóa này của mình nó có là primary, cho nên mình cập nhật lại là nó bị lỗi. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ làm cái database của mình và cập nhật cho thầy ít nhất là 5 người, 5 record trong một bảng. Vậy chúng ta có bao nhiêu bảng thì chúng ta cập nhật bấy nhiêu record. Vậy hôm trước chúng ta đã làm được cái database của mình ở trong cái bài tập trước. Trong bài lớp 3 thì mình đã làm thứ nhất là cái sơ đồ giống như thế này. Cái thứ hai là các bạn đã chuyển nó thành cái schema.
đó, chuyển nó thành schema như vậy ha. Mình làm dựa trên cái schema này, bạn có thể thêm một số trường để cho nó rõ ràng, ví dụ văn phòng có mã văn phòng và tên văn phòng, rồi chỗ này mã nhân viên đó, mình có thể làm như vậy. Rồi, ok. Các bạn tạo đầy đủ các bảng nha. Các bạn tạo đầy đủ các bảng còn lại. Rồi trong lúc mà các bạn tạo thì thầy sẽ chấm bài lớp 1, lớp 2 của các bạn. Thầy sẽ mời một số bạn để chấm trước. Dạ thầy ơi, là làm mình tạo y hệt cái lớp 3 không thầy? Đúng rồi, cái lớp 3 mình hoàn thiện xong thì mình tạo giống cái lớp 3 của mình. Do bạn Minh Thuận bữa hôm trước nói là nằm viện đứt dây chằng rồi nó về rồi, rồi sao hôm nay vẫn vắng tiếp ta? Ahem.
Rồi, chúng ta sẽ có một cái phòng mix mới nha. Thầy sẽ mời bạn nào thì bạn đó vô cái phòng mix mới và chúng ta chấm điểm lab 1, 2 luôn nhé. Quang Huy hôm nay khỏe chưa Quang Huy? Huy ơi. Nguyễn Quang Huy. Nguyễn Quang Huy không có mặt hả mấy đứa? Hình như bạn bị ao thầy, bạn số 10, ao số 11 thầy. Ừ, số 11 đúng rồi. Như bị ao thầy. Không nộp bài quá trời luôn. Mấy bạn mà chưa nộp bài đó thì chuẩn bị bài rồi tí nữa thầy mở ra nộp lại lớp 1, 2 nha. Rồi, thầy đã mở lại cái lab bổ sung. Bạn nào mà thiếu lab 1, 2 thì bổ sung vào đi. Mở cái lab bổ sung rồi. Bạn nào thiếu lab 1, 2 thì bổ sung vô cái lab bổ sung á. Lab bổ sung. Bổ sung. Mời bạn Phan Xích Long. Có Xích Long đó không? Alo Phan Xích Long. Alo Phan Xích Long ơi.
lại treo nữa rồi. Lê Phương Nam, Phương Nam ơi, hello Phương Nam, Phan Xích Long có mặt đây rồi, đi đâu rồi không thấy, ơi hỏi gì. Phương Nam cũng không có luôn ha. Thanh Thúy, dạ thầy, rồi em vô cái phòng mới đi. Dạ. Bạn Đức Anh, có bạn Đức Anh không? Bạn Nguyên Huy, dạ có thầy. Rồi em vào phòng mới đi Huy. Em tắt bớt âm thanh một bên. Rồi ok. Bây giờ Huy sẽ cho thầy share cái màn hình cho thầy xem lớp 2 của em.
Khoan khoan, sơ đồ thực thể đâu rồi? Từ. Phòng nhân viên. Rồi, ok. Lên tiếp đi. Chưa thấy cái quan hệ giữa à rồi ok. Rồi em làm xong lớp 3 chưa? Làm xong lớp 3 thì mở chấm luôn. Tạo thêm bảng hóa đơn hả? Bảng hóa đơn này nó không nằm trên cơ sở dữ liệu trên phần mô hình thực thể là em chưa có đúng không? Em chưa sửa lại cái mà sửa. Rồi xuống dưới tiếp đi. Cái xuất ra cái mô hình thực thể này xuất cách nào? Rồi em làm lại cái đoạn đó cho thầy coi. Rồi ok được rồi. Rồi được rồi Nguyên Huy. Thank you.
Rồi Quang Huy. Quang Huy nào thầy, số 10, số 11 em, thầy. Số 10 á. Để dạ, điểm vào. Ừ. Bạn Trung Khiêm có nhờ em vào phòng đi.
nghe nghe sao đó
Các bạn điểm danh lại để thầy lấy lại dữ liệu nha. Nếu có ai bổ sung vô sau không đây? Có mấy bạn mà treo nick nữa rồi đã vào lại chưa? Sao thấy đi học treo nick hoài luôn, thầy không hiểu sao. Bạn Xích Long có không? Bạn Phương Nam có thầy. Phương Nam hồi nãy đi đâu vậy? À, hồi nãy đi đâu mà gọi không có, không nghe. Dạ, em xuống đi đồ rồi. Đức Anh có này. Không cam, không mic, không gì hết, gọi cũng không nghe luôn. Đức Anh có này. Quang Huy sao rồi Quang Huy ơi? Quang Huy số 11 á, tình tình sao rồi Quang Huy? Thấy on đây rồi đi đâu mất tiêu rồi. Thanh Tâm bổ sung lớp 2 cho Thanh Tâm. Alo Thanh Tâm ơi. Alo Thanh Tâm. Minh Thuận quan trưởng. Thiên Long quan tâm. Rồi quản luôn. Tài cài được chưa Tài ơi? Đúng rồi đó em, tiếp tục đi. Vậy là em đang không, em đang thiếu cái bài thành này. Nét đi. Cái trên em có rồi. Download. Nó tự download mà, mình đâu có làm gì đâu. Em check nó báo. Em bét lại coi, quay trở lại coi, bét lại nữa coi, chọn phone á chứ sao chọn đi lắp bơ. Yes luôn, net yes luôn, rồi skill luôn. Cho nó cài đi thầy, điểm danh lên hệ thống cái. Dạ, cái lớp 1 của em này.
Tấn Tài số mấy thầy? Dạ 29. 29. Sao chưa nộp bài? Dạ bữa bữa nói thầy ạ. Dạ, nộp vô bổ sung đi. Vậy là lớp 2 với lớp 3 chưa làm được phải không? Dạ em làm rồi nhưng mà em để bên cái máy của bạn kêu nó gửi nó chưa dậy thầy. Ừ. Rồi tranh thủ gửi đi rồi nộp vô lớp bổ sung đi. Các bạn kiểm tra lại cái vắng sáng nay nha, coi thử có ai chưa bổ sung không nha, để thầy điểm danh lên hệ thống. Còn có mấy bạn mà treo máy thì gọi hoài không được luôn á. Xích Long nè, Thanh Tâm nè, Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ơi. Dạ có em thầy. Ừ. Bài lắp 1, 2 rồi làm chưa? Rồi tí để em nộp lên đấy luôn rồi. Rồi ok. Quốc Việt. Quốc Việt ơi. Rồi Quốc Việt ngày hôm nay treo nít nữa nè, hôm trước treo nít một bữa rồi hôm nay treo nít tiếp nè. Chí Vinh. Chí Vinh. Chí Vinh cũng không có luôn ha. Quốc Đạt hôm nay có không? Quốc Đạt. Alo Quốc Đạt. Quốc Đạt cũng không thấy luôn. Bảo Hân. Dạ có em thôi. Ừ, lớp 1, 2 làm chưa? Dạ rồi thôi. Rồi nộp lên lớp bổ sung rồi nha. Buổi hôm sau chấm bài lớp 1, 2, 3 luôn. Nguyễn Quang Huy số 11. Alo Quang Huy. Kỹ Khang. Dạ có em thầy ơi. Lớp 1, 2 làm chưa? Dạ cái laptop em sửa thứ bảy mới xong thầy ơi. Để em tranh thủ chủ nhật thứ hai em nộp hết thầy thầy.
thầy ơi, cái lắp bổ sung đóng rồi thầy. Ừ, lắp bổ sung để coi đứa nào có nộp liền mà, đúng rồi. Mở ra để đứa nào có nộp liền để thầy coi thử là có sẵn sàng hay chưa, hay là chưa làm đó. Thì chưa nộp luôn hả? Để coi lắp bổ sung có đứa nào nộp không nè. Mới có một bạn Tuấn Anh Tú hả? Nguyễn Trần Anh Tú hả? Mới có bạn Trần Anh Tú nộp thôi. Thiếu quá trời luôn mà thầy mở ra các bạn cũng không có sẵn để nộp luôn. Bởi đa số là các bạn chưa làm luôn mà. Lớp mình bị tình trạng học tập hình như là mấy môn trước nó ì ạch rồi nó kéo đến mấy môn sau này cũng vậy hết ta. Này là do hậu quả của mấy môn trước đúng không? Ì ạch cái nó quen cái đà rồi cái mình chưa có lên lại được. Rồi mở đến tối nha, mở lần này mà không nộp nữa là không điểm nha. Tối mà mấy đứa không nộp nữa là không điểm á. Còn những bạn mà treo nick này không biết lý do gì ta, sao cứ mở máy lên đây xong rồi điểm danh xong rồi bỏ đó không biết đi đâu rồi. Bảo Hân làm bài lúc nãy chưa Bảo Hân? Bài mà thầy hướng dẫn lúc nãy đó. Bảo Hân ơi. Alo Bảo Hân. Rồi treo nít tiếp rồi. Thanh Sinh. Alo Thanh Sinh. Chà chà. Tấn Tài. Dạ. Rồi, share lên cái màn hình cho thầy xem cái bài mà lúc sáng thầy hướng dẫn làm đó.
sáng giờ máy em chưa có cài được cái đó mà thầy, em mới cài lại á. À, Tấn Tài hồi nãy cài máy hả? Dạ. Cài được chưa thầy? Dạ, tới cái chỗ cái port rồi thầy. Trần Tính. Trần Tính. Alo, Trần Tính đâu? Chết rồi. Học kiểu này sao ta? Kiểu này là lớp mình còn có vài bạn thôi đó. Cảnh báo trước nha, lớp mình là cuối cùng chắc khoảng cỡ được chục bạn, hơn chục bạn đi tiếp. Còn lại là rụng hết luôn rồi đó. Không hiểu sao luôn. Có làm gì khó đâu ta. Từ đầu 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 buổi đến giờ, đầu môn đến giờ có cái gì khó đâu. Chưa cái gì khó hết trơn luôn á mà. Cài MySQL lên cái tạo mấy cơ sở dữ liệu cơ bản rồi chưa có làm gì luôn á. Chỉ có lệnh mà một vài cái lệnh, còn mấy bài lắp 1 2 là chỉ có lít chuột thôi mà. Đã làm gì đâu mà bỏ cuộc. Lớp trưởng ơi, cho thầy biết tình trạng lớp mình của những môn học khác làm sao lớp trưởng. Dạ, nếu mà tình trạng vắng thì nó cũng vắng như đó thầy. Ghê vậy. Còn hả? Đàm lớp thì cũng lạc đạc cũng như đây. Kinh khủng. Có một vài bạn là ok thôi phải không? Căng quá. Văn Hải đâu rồi? Văn Hải cũng treo luôn. Các bạn online xong rồi không biết là cuối cùng các bạn bỏ máy đi đâu luôn, không hiểu luôn. Trung Nghĩa. Dạ có em thầy ơi. Rồi em qua phòng đi, em share cái bài lắp 1 2 cho thầy xem chấm luôn.
Hoàng Quân ơi, Tôi nghe thầy. em vào phòng mới đi. Không, đừng có vô đây, vô cái bot chat, vô cái bot chat của cái group lớp mình á, hồi nãy thầy đưa đó, cái phòng chat bên kia, cái phòng bên kia. Thầy gửi lại cho em rồi, anh em đang vô thấy bị ảo. Thầy gửi trên group Zalo luôn nhé. Vô trong group Zalo đi. Dạ dạ. Rồi bấm tải xuống ở trên kia kìa, cái nút ở trên kìa, nút ở trên rồi đó, bấm tải xuống đi. Còn cái bài
mà lớp 3 bài 1 thì vé vé này thì em vé được, mới vé được. Vé được cái gì rồi? Đâu rồi? Mời vẽ được cái lớp này bài này chỉ có cái đấy mới thể dục nữa. Còn mấy cái kia không lưu được mấy em kia không hành để em đang thử bằng Excel nhưng mà nó lại không ấy, nó không giống như kia. Rồi cái file của thầy tải về được rồi đó, giải nén ra thì trong đó có slide, có lab, rồi có luôn cả mấy cái phần cài đặt luôn đó. Dạ. Vô trong cái sụp cài đặt đi, cái hồi nãy đó. Không, vô trong trên mạng, trên web đó, để thầy chỉ cho. Sụp cài đặt. Đó, mở ra. Lên lót rồi trong cái sự cài đặt này thì nó sẽ có một số cái mình cài theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Nếu như mà máy của mình có .NET rồi thì mình không cần cài cái số 1. Máy của mình mà có Visual C cộng rồi thì không cần cài cái số 2. Nếu mình cài lên mà nó báo có rồi thì mình khỏi, mình không cần cài, mình cài từ cái số 3, số 4. Ừ, nó thứ tự đó là cài tên thôi. Rồi, ok. Nói chung là tiếp xúc với F0 thì cẩn thận tí xíu để đừng ảnh hưởng đến người khác. Nếu mà có phòng viên thì ở phòng viên ăn uống, nếu mà gia đình có điều kiện thì cách ly, còn nếu không thì cũng sinh hoạt bình thường nhưng mà đeo khẩu trang vô, hạn chế tiếp xúc. Ừ, cũng thầy thấy cũng bình thường. Ăn uống đầy đủ, thể dục thể thao, sức khỏe tốt thì nó cũng ok thôi, chứ không có gì phải lo lắng, càng lo lắng càng mệt. Ừ. Tại nhà em chết hết 2 mũi rồi. Ừ. Nên là 2 mũi nếu mua là lắm chỉ lo lắng cho ba em F1 rồi, tính ra em sẽ F2 mới thừa. Còn cái bài 2 này làm bên 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 SQL đúng không thầy? Ừ. Và rồi thôi cài máy đi rồi hôm sau chấm, hôm sau nộp dạ, dạ. Xong đi rồi chấm. Nhờ qua lại lớp rồi. Ừ. Cái bài làm hồi nãy có khó khăn gì không mấy đứa? Rồi giờ thoát rồi hết trơn, còn có 24 đứa luôn. Đấy, em chờ. Làm xong rồi thầy. Rồi ok, Quang Huy xong rồi. Rồi những bạn khác thì sao? Ok thầy ơi. Xong thầy. Ui còn có mấy đứa luôn, 23 đứa. Căng thẳng quá. Lớp mình là thầy nhận lớp là thầy thấy là đông vui quá trời luôn, 43 đứa. Đi xong cái giờ này còn có mấy đứa. Sĩ số của mình là 43.
ít nhất là còn 32 bạn, nhưng mà trong phòng mít của mình bây giờ còn có 24 bạn. Ao mất 8 bạn rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi 8 bạn mà hồi nãy thầy nói treo nít là giờ ao luôn rồi. Cái bài lúc nãy các bạn tạo thêm nhiều cái, chèn thêm nhiều cái record cùng một dòng lệnh insert into thì có ok không? Em có làm thêm cái điều kiện thầy cho là nhập cái này mà không có nhập cái địa chỉ là tên gì này. Ví dụ như ở đây mình nhập thiếu thì mình cho vô null, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà mình nhập nhiều á, mình nhập nhiều thì mình có thể sử dụng theo cái kiểu này. Ví dụ như là insert into văn phòng đi. Rồi mình chỉ có mã số thôi, mình chỉ có mã văn phòng với lại mình có tên văn phòng thôi, còn lại địa chỉ mình không có. Đó thì cái value của mình sẽ cho hai cái thôi. Hoặc là địa chỉ, do là tên văn phòng không có mà mình có địa chỉ thôi. Địa chỉ văn phòng của mình, địa điểm. Địa điểm. Rồi, mã văn phòng mình hồi nãy mình nhập văn phòng 3 rồi. Bây giờ là văn phòng 004. Phải địa điểm là số 5 Bình Thới. Rồi, tiếp tục thêm một người nữa là văn phòng 005. Địa điểm số 10 Kinh Dương Vương. Rồi như vậy thì các bạn thấy là khi mà mình chỉ định insert vào đâu, ví dụ như là cái văn phòng của mình đi, văn phòng của mình hiện nay là lúc đầu thầy chèn nè, nó thiếu chi nhánh nè, thiếu địa chỉ nè. Bây giờ mình chèn tiếp hai bạn nữa thử xem sao. Rồi chèn được ha, chèn được. Như vậy văn phòng của mình sẽ chạy lại cái lệnh query này lại đó, thì nó tự động nó chèn luôn. Như vậy trong trường hợp nếu như mà mình thiếu thông tin, nếu mình thiếu thông tin thì mình chỉ định cụ thể. Còn nếu như mà bạn đưa ngược cái này lại, đưa ngược cái này lại, đưa cái mã văn phòng, thì theo các bạn nó sẽ làm sao? Nó sao? Nó sẽ nhập cái mã văn phòng vào địa điểm này. Ha, nó sẽ nhập cái V04 này vào địa điểm, nó nhập cái năm Bình Thới này vào mã văn phòng. Như vậy thì khi mà các bạn chỉ định tên field cụ thể thì nó sẽ chèn theo đúng cái mà mình hướng dẫn ở đây. Còn nếu như mà mình không có chèn cái tên field này thì nó sẽ tự động. Và nếu ở chỗ này thì coi như cái năm Bình Thới này là nó chèn vào tên văn phòng, còn cái địa điểm phía sau là nó bỏ trống. Như vậy tùy theo cái nhu cầu mà chúng ta xem thử là mình cần phải thiết kế nó như thế nào. Rồi như vậy trong cái buổi học này chúng ta sẽ hoàn thiện cái lab 4.
là các bạn chèn thêm, rồi sau đó thì các bạn sẽ làm thêm một việc nữa cho cái lớp 4 giúp thầy, là các bạn sẽ chèn được cái database của mình vô đây. Sau đó các bạn sẽ chọn vô phần database, các bạn xuất cái schema này ra, River cái engine ra. Rồi ở trong này các bạn sẽ connect vô cái phần root net, nó hỏi password, nhớ password nha, thầy không có lưu nha, lưu là nó đến lúc nó sẽ quên đó. Rồi mình xuất cái quản lý bất động sản thôi, còn mấy cái khác mình không có xuất. Đây cái của mình nè, đó, nó có được cái văn phòng và cái nhân viên, nó đã tạo được một cái kết nối một nhiều ở trong này. Làm được kết nối một nhiều, chúng ta có thể lưu cái schema này lại, lưu cái schema này lại, làm ở trong bình. Ok, cái này là lab 4, các bạn ghi đầy đủ mã số sinh viên họ tên luôn đi. 00PS17300 bình lab 4, cái kia là SQL, còn cái này nó lưu với cái đuôi khác. Rồi bạn có thể xuất cái schema này ra, xuất cái schema này ra, export nó ra. Đó, bạn có thể export nó ra, export đây chứ, export ra thành file BNC, thành file BNC. Như vậy thì mình có đầy đủ tất cả các cái công cụ liên quan đến cái bài của mình. Như vậy cái PNG của mình nó sẽ ra đến đây. Đây. Được chưa? Như vậy lúc mà các bạn nộp lớp 4 thì các bạn có file SQL là 1, có cái lưu đồ này là 2. À rồi ok. Rồi hết giờ rồi, cái mấy đứa nghỉ nha. Ủa thầy, thầy cái CMA đó thì xuất ở trong server phản thầy. Em chưa nhìn rõ. Xuất trong này. Xuất trong SQL luôn. Mà trong cái server hơn chỗ nào thầy? Ở đây. Ở đây. Mình chọn vô cái database nè. Dạ. Yeah. Chọn River Energy nè. À dạ dạ rồi ok thầy. Ừ ok. Thầy, thầy ơi. Nghe. Yeah. Cái đó là cái trước em hỏi thầy ấy thầy. Từ cái bảng mà nó xuất qua Sima thì nó chỉ xuất ra một nhiều thôi chứ không xuất qua được một một với một nhiều nhiều. Rồi, nếu mà một một từ khi đó là hai cái khóa chính mà kết nối với nhau. Dạ yeah, thầy. Nó sẽ kết nối một một. Dạ. Yeah. Ok. Rồi lớp mình nghỉ nha. Chào thầy. Rồi chào thầy. À mấy đứa nhắn nhủ mấy